Yo, hello what's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ đường phố đó mọi người nha. Xin chào anh em game tạp chí mê từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa? Video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xem like và một subscriber channel phát triển nha, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lên một quả kèo anh em, đập 1000 thùng bia. Đấy, tiếp tục bàn tay vàng trong làng đập thuê tôi lại được lên 6 anh em. Đấy. Được sự trông chờ tin cậy đến từ anh em thì hôm nay tôi được nhờ bạn Phong nhờ lên quả kèo đập 1000 thùng bia anh em, chính xác là 1010 thùng bia để săn từ mấy anh em bullet. Tôi đọc bullet cho nhanh, còn nếu sai thì anh em comment để tôi biết ạ. Đây bullet anh em, đọc bullet cho nhanh. Đó, bullet anh em nhá, hay bullet tùy các bạn đọc. Và trước khi thì đi đập thùng thì chúng ta sẽ làm quả nhập cốt anh em. Đây, thông báo đến cho bạn luôn, có đen dùng chung mới nhất hiện tại của nhà phát hành, dành cho bạn nào chưa biết thì tranh thủ nhập. Đây là con đen livestream mới được phát vào tối hôm qua. Đây. Bạn nào chưa nhập thì tranh thủ nhập nhá. Con này thì nói chung thì cũng được, được ngon nhất là được cái dương này anh em này. Dương may mắn bullet anh em. Đó, có cơ hội các bạn nhận được về được là được những phần quà hấp dẫn bên trong. Nói chung đen thôi đọc đi. Rồi. Ok, lượm qua cốt rồi. Giờ thì chúng ta cùng bắt tay vào vấn đề chính. 1010 thùng bia. Liệu có thể ra được một tướng bullet nào không? Khởi đầu chúng ta ra được một lo qua lô anh em. Ok các bạn, 20 thùng bia đầu tiên đã ra lo qua lô. Thế vào mùa sự kiện tướng mới đầu tiên lúc nào đập cũng nhiều tướng S lắm. Hôm qua tôi tập bài cô thấy cũng khá khá. Zero qua lô. Hai cháu ạ. Mới xương xương 60 thùng bia đã ra được 2 tướng S rồi anh em. Trong đó có một cháu là Zoro Walo anh em, khá là hấp dẫn. Được của nó đấy. Deckhand, tiếp tục nào. Liệu hôm nay có được phát nhân phẩm nào không đây? Luffy ạ, vẫn là Luffy. Chopper, Gap, Tatsugi. Đại tá Tatsugi, cũng ghê đó. Giá gì này nó lắm, tiếp tục Tatsugi anh em. Ok, tiếp tục nào. Luffy PM các bạn. Vậy là chúng ta nãy giờ đã gõ xuống coi như là phát này nữa đi anh em. 1000 1000 mà xuống như này là coi như là 150 anh em, 160 thùng bia và ra được 3 tướng S các bạn. Thế đây có Zoro Walo là gọi là ngon nhất tạm bỏ các bạn. Lại là hai tướng bình dân. Giờ ra Luffy cũng được anh em. Luffy úi giời. Kizaru ạ, tướng thứ 4. Úi giời. Fury lên luôn anh em. Tôi đếm sai nhỉ? 5 cháu đúng không? 500 S đúng không? Sai thì anh em nhắc nha. 5 tướng S rồi các bạn. Nhưng chưa tướng tướng nào ra hồn. Đặc biệt là chưa thấy tướng mới anh em. Liệu con nàng này này có cơ duyên ra được tướng mới trong đập thùng không? Anh hùng hải quân Gap. Funky. Ok, tiếp tục anh 10. Tiếp tục. Zabang. Kaku. Deccan. Luffy các bạn, Luffy PM 600S. 300 thùng bia đầu tiên được 600S các bạn. Cũng không không gọi là nhiều cho lắm anh em, nói chung thì cũng bình thường. Inuyasha 7 cháu. Nhưng chưa thấy cháu nào gọi ra hồn anh em, sự chưa thấy tướng nào ra hồn luôn. Nói mặc dù đã gặp 7 tướng S rồi đấy anh em. Chopper, Kaku, Tatsugi, Luffy, Funky, Uroge. 8 cháu rồi anh em, A hoặc quyền 8 cháu S rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy tướng nào ra hồn anh em. Ok, 400 thùng bia, 8 cháu anh em, 9 cháu. Vẫn chưa gọi đột phá nhiều anh em, vẫn thì 100 thùng 2 cháu. 9S. Tướng thứ 10 trên ai đây? Chưa thấy các bạn, chưa thấy tướng thứ 10.
Reddit. Vâng nào, nổ liên hoàn liên tục nào Nami ơi. Vàng quá rồi, lại là cả Reddit các bạn. Càng thế nhờ. Không ra là không ra các bạn, không giải thích nhiều, không ra là không ra anh em. Đấy thôi, không cần giải thích các bạn, không ra tướng là không ra tướng. Chỗ Sen Goku ở tướng thứ 10, Sen Goku này em. Oh man. Sáu trăm thùng được 10 tướng S các bạn, tính ra là ít đấy chứ. 11 rồi bớt nó cho 12 nào. Vâng, Luffy Wano các bạn, 12 cháu thôi thì được một Zoro với một Luffy thì nói chung là cũng gọi là tạm ổn thôi anh em, chứ nếu nó nói ăn thua thì cũng không ăn thua lắm các bạn. Ok, đã đủ 12 tướng S các bạn nhé, 600 thùng đủ 12 cháu. Giờ thì chúng ta bắt đầu xả chay các bạn, chuẩn bị xả chay này. Đây, hoàn tất 600 thùng bia anh em, 12 tướng SS. Ok, giờ chúng ta sẽ xả chay xem 410 thùng này liệu có ra được thêm tướng nào không đây. Ok, 410 thùng này liệu có hên hơn không ạ? Trước mắt thì anh em đi ra ngoài phát á. Trục sắc không còn quá nhiều, farm food cũng không có anh em. Ok, thế nào? Santi khởi đầu, Sanji ra ba, quá căng thẳng, quá thẳng căng anh em. Luffy, Momonga, Asagi, Chopper, căng thế nhờ. Có vẻ cũng không hơn được bao nhiêu anh em. Mà trước mắt chưa thấy ra được tướng mới anh em. Thề với các bạn đập tướng mới thế nào rồi anh em. Đây, nó dành cho bạn nào mà cảm thấy cuộc đời mình quá là bi thương khi đập. Ui, tôi đang bảo là các bạn đập 600 thùng bia không ra cháu nào, thì đây 1.000 thùng không ra anh em, thì nhà phát hành đã cho luôn ạ. Trời ơi, không nói xấu đâu bạn em. Đó, cứ những lúc mà chúng ta là chuẩn bị là nói xấu là y rằng nhét cho chúng ta ngay vào luôn các bạn. Nhét cho phát ngay. Ghi nhận phát nữa, làm gì có đâu, cứ nói là ra được các bạn. Ôi đùa, bụng tương ép rồi anh em. Căng ấy rồi, nói cá nhét luôn ạ. Ừ, uy tín anh em. Quá uy tín các bạn. Lại săn gì đó, nhẹ nhàng 400 S rồi anh em. 400 thùng bia này nghe có vẻ đập cũng được các bạn, ra được một tướng là rực rỡ rồi. Thật sự là với sự kiện này bây giờ cứ ra được thêm một đập sự kiện mới, tướng mới mà ra được 1 đến 2 cháu tướng mới thì thật các bạn là quá đỉnh rồi. Còn tất nhiên ngoài kia vẫn có một số anh em đập ra được 2 đến 3 form thì nhân phẩm cũng có. Nhưng cá nhân tôi nghĩ thì đây, đang định động viên anh em là nếu như bạn nào nghĩ các bạn đập 600 thùng là không ra tướng nào, thì ở đây tôi có một điển hình 1.000 thùng bia không ra tướng nào anh em, những tiết cái ra một cháu rồi mà vẫn thấy chưa được, thêm phát nữa. Ok bạn, 5 tướng S, 5 hay 6, no, sorry, từ từ, 5 hay 6 nhỉ, 6 hay sao rồi các bạn, 6 rồi, chả đếm lắm anh em, nhưng mà đại khái là thêm được Zoro, Wano, Sword, Sanji, 2 Sanji, 5, 6 anh em, 6 cháu, 6 cháu, 6, 6 rồi, 6 rồi anh em, 400 thùng nữa. Ui giời ơi, căng cái nhà, x2 cái chăng nữa. Định đang nói đi nói lại mà nó cứ cho vào đây này. Được rồi, ghi nhận thêm cháu nữa đi, dù sao cũng đỡ rồi, cho thêm cháu nữa, úp E1 luôn, Furitora anh em, đủ 8 SS rồi anh em, 8 cháu rồi đấy, 400 thùng được 8 cháu rồi anh em. Uầy, 1.000 thùng bia này đáng đồng tiền bát gạo ạ. Quay lại Zoro anh em, à mày tính ra đập từ đầu đến giờ là 3 cháu Zoro rồi anh em nhá, 3 Zoro Walo đó. Thề, đáng đông tiền bắt gạo ghê các bạn. 2 tướng mới anh em, lụm nhẹ 2 tướng mới các bạn. Quá là trailer nhân phẩm rồi anh em. Còn gì bàn cá nữa bạn, E1 rồi. Đáng này đúng hay sai thì cũng úp được E1 anh em nhá. Mình lên 10 sao các bạn vào trong nhận phần quà úp lân sao sẽ được một form tướng nữa là các bạn úp được E1 rồi. Ok, nhẹ nhàng E1 anh em. Rồi,
tuyệt vời anh em, còn gì để nói nữa, tuyệt vời. Nhận quà, bây giờ còn có quà Kuma nữa à. 200 form đấy anh em. Quá ngon này. 4 phát này. Ở đây mà đổ thêm tướng nữa thì quả đỉnh đỉnh một chóp luôn anh em. Mà tôi nghĩ không dễ ăn đến đấy đâu. Zoro Walo anh em để có Mamushi. Đó, 3 form anh em. Ok các bạn, đây thành quả sau khi đập anh em. Đó. 6 cháu. Bullet lên nào, tôi sẽ úp qua cho bạn chủ hàng thôi anh em. Đi sinh mạnh luôn đi, thức tỉnh. Tôi sẽ nâng qua anh em, nâng lên 10 sao luôn nha. 8 10 đây đây anh em, thiếu gì ô kìa. À mà không sao anh em, nó cũng không ảnh hưởng vì lâng một lần nữa thôi được rồi. Đây lần sau dùng form 9 sao rồi. Có tội là không úp M1 được thôi, M1 chắc để bạn chuột tự xử thôi anh em. Oh my god, thiếu form anh em. Các bạn đã tính nha, tôi làm form đó. Ok các bạn, thức tỉnh 10 sao bullet. Quá nhẹ nhàng các bạn, quá tuyệt vời, còn gì nói nữa không anh em. À lộn, quá hơi sớm anh em, lộn. Đây ở đây mới đúng anh em. Thức tỉnh bullet rồi, ok các bạn. Đây này, còn gì để nói nữa không ạ. Trời ơi, quá tuyệt vời anh em. Ok các bạn, đó 1000 thùng bia xứng đáng các bạn, thật sự đập nhỉ, nó mới xứng đáng anh em. Dù rằng chưa gọi đỉnh cao của vũ trụ nhưng mà cá nhân tôi thấy 1000 thùng bia này thật sự là cũng đủ để nói là xứng văn đáng rồi anh em. Các bạn thấy sao? Ok anh em, úp em mấy rồi. Comment coi nhá. Và clip kết thúc đây. 3 người. Cảm ơn bạn chủ hàng đã tin tưởng. Ra đi.